Xin chào tất cả các bạn, rất vui ngày hôm nay mình lại được gặp lại các bạn trong video này. Đối với đa số chị em phụ nữ thì việc nấu nướng chuẩn bị các món ăn ngon cho gia đình là một điều vô cùng hạnh phúc. Thế nhưng sau khi nấu xong thì các cái vết mỡ bụi bẩn trong bếp bám vào các dụng cụ nấu nướng làm cho chị em phụ nữ vô cùng e ngại hay thậm chí là rất là ghét cái việc phải dọn dẹp hay tẩy rửa những cái dụng cụ đấy. Thì một vài cái mẹo nhỏ để mình làm sạch cái dụng cụ đấy hay là bàn ăn hay là các cái chén bát của mình, ví dụ như là sử dụng giấm này, sử dụng chanh này, sử dụng bột nở này, hoặc có thể là sử dụng rượu trắng này, hay là sử dụng bã chè của mình để mình có thể tẩy các cái vết mỡ hay là vết bẩn một cách nhanh nhất, an toàn nhất. Nhưng hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cách giữ cho cái khu bếp của mình luôn thông thoáng và đặc biệt là giữ cho cái máy hút mùi của mình luôn được sạch sẽ và dọn dẹp một cách nhanh chóng nhất và an toàn nhất. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cái trải nghiệm của mình gần 3 năm nay mình đã sử dụng cái cách này nhé. Và đây là trải nghiệm của mình gần 3 năm nhé. Luôn giữ cho không gian bếp của mình được khô thoáng, không ẩm mốc và đặc biệt là an toàn cho sức khỏe, nhất là trong cái không gian chật hẹp như thế này của một cái chung cư mini. Thì cái việc mà giữ cho cái máy hút mùi này luôn được sạch sẽ, thông thoáng, để giữ cho cái máy hút mùi này của mình được bền này, được luôn luôn sạch, thông thoáng mà không bị mỡ bám vào trong những cái lan của cái máy hút mùi này, vì nó cọ rửa nó rất là khó và rất là ngại, nên là mình đã sử dụng cái miếng lọc chấm dầu mỡ này như thế này, rất là tiện. Sau khoảng độ nửa tháng hay là một tháng, tùy vào mức độ nấu ăn của mọi người, thì mọi người có thể thay một cái tấm khác. Đây mình đã chuẩn bị sẵn một cái tấm mới để chuẩn bị mình thay. Thì mọi người có thể quan sát tất cả những cái mỡ mình chiên xào thì nó đã được hút lên trên và bám rất là nhiều bên trên cái bề mặt này. Đây, tay mình đang sờ đây, mọi người có thể quan sát thế nhá. Nó đọng lại ở trên này và không làm rơi vãi lung tung xuống cái khu vực bếp này của mình. Nó sẽ rất là bẩn và nó không được thông thoáng, không được an toàn cho các cái đồ ăn của mình. Rất là tiện lợi, nó có các cái lam châm này dính vào để thay rất là dễ. Bây giờ mình sẽ thay tấm mới nhé. Sau khi thay xong thì mọi người nhìn tay mình mỡ này, rất là ghê. Và đây cũng chính là một trong những cái mẹo mình đã sử dụng gần 3 năm nay. Miếng màng lọc chắn dầu cho cái máy hút mùi này và cái tấm chắn dầu xung quanh bếp như thế này, dầu mỡ bụi bẩn mình sẽ dọn dẹp được một cách rất là nhanh chóng, tiết kiệm thời gian, an toàn, vẫn đảm bảo được thông thoáng cho cái không gian rất là chật hẹp như thế này nhé. Chắc đâu đó tầm khoảng 24 m² thôi, và vừa phòng bếp và vừa phòng khách luôn. Và thời gian bên này thì mình đi làm rất là nhiều nên là không có thời gian nhiều để cho cái việc dọn dẹp hay lau chùi, nên là mình phải đành làm những cái mẹo như vậy để có thời gian vừa giữ cho không gian của mình được sạch sẽ thông thoáng mà vừa có thời gian để chăm sóc bản thân mình. Và xin chúc cho tất cả các bạn sau khi xem video này
sẽ bỏ túi được vài cái mẹo nhỏ hay cái bí kíp nhỏ làm sao để cho cái việc lữ công gia cánh của mình trở lên nhanh, sạch, an toàn và đặc biệt là có thời gian để chăm sóc bản thân mình nhiều nhiều hơn nữa. Xin chào và hẹn gặp lại.